Alo, xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình ra mình khoe mấy cái cây hạt giống mà mình đã ươm, nó lên cây nè, nhìn nó tươi tốt cưng nghe chưa. Có một số loại á, nó rất là dễ ươm. Hầu như á, là mình ươm hạt nào là nó lên hạt đó nè, lên cây nè. Đây là ớt không cây đó. Còn này ớt vàng, ớt chuông ha. Còn cái này gì đây? Cái này là mướp táo nè. Đó, mướp để cho táo, vẽ cho táo. Còn cái này là dưa chuột. Đó, hầu như là cây nào nó cũng tốt hết. Trên đây thì có khổ qua, rồi có vài cây giống như mướp, mướp khía nè, rồi khổ qua trắng. Khổ qua trắng thấy cây nó cũng không có được tốt cho lắm ha, nhưng mà để coi coi nó sao. Tại cái loại đó thì nó cũng đặc biệt hơn những loại khác. Mỗi khi những cái năm trước mình trồng là mình mua những cái loại cây mà họ đã ươm lên sẵn rồi mình đem về mình trồng, chứ mình không có tự ươm ở nhà. Cũng có ươm một vài loại thôi, nhưng mà đa phần là mình mua họ ươm sẵn ha. Thì năm nay thì mình chỉ mua hạt về mà mình tự ươm thôi, thì mình thấy nó có lợi hơn, được nhiều cây hơn nè. Rồi cái giá nó của nó thì cũng sẽ rẻ hơn, tại vì người ta ươm sẵn thì cái giá nó sẽ mắc hơn ha. Thì mình thấy ươm rất là dễ, rất là đơn giản. Cho nên là nếu cô chú anh chị các bạn nếu mà muốn tự ươm ở nhà thì có thể mua hạt giống về mình ươm lên ha. Thì những cái hạt giống đó đó là hầu hết là mình mua tại cái chỗ một cái em tên là Lam Nguyễn. Em ấy bán rất là nhiều những loại hạt giống rau cải cũng như rau củ. Ngoài ra có những loại cây ăn trái khác nữa bán rất là nhiều, đặc biệt là có ship đi những cái tiểu bang khác luôn. Những cái hạt giống cũng như là cây ăn trái luôn, có ship đi luôn. Nếu cô chú anh chị các bạn nào ở tiểu bang khác thì có thể liên lạc với em ấy, cái số phone cũng như là những cái thông tin mà có thể liên lạc với em ấy thì mình sẽ để ở dưới cái bình luận ở bên dưới của video. Thì mình sẽ thấy cái số điện thoại để liên lạc với em ấy thì sẽ nó có những cái mình hỏi nó sẽ rõ ràng hơn, hoặc là mình muốn mua cây gì thì mình có thể hỏi thì em ấy sẽ gửi hình và giúp cho mình ship cái cây hoặc hạt giống qua cho mình luôn ha. Thì thường là những cái vườn cây ăn trái ở đây á, thì họ không có ship cây đi, nhưng mà mới được biết là em Lam Nguyễn này cũng ngoài bán hạt giống ra, ship hạt giống đi tiểu bang khác, mà đặc biệt lại có ship luôn cả cây ăn trái nữa. Mấy cái cây dâu tây nè, này nó ra trái nhìn rất là dễ cưng đó, trái này thấy không. Đó, thì cái hạt giống thì mình thấy ươm rất là dễ. Mình thấy là mình chỉ bỏ hạt giống vô những cái ly, mình đổ nước vô mình ngâm, nước ấm, mình đổ nước vô mình ngâm khoảng chừng 1 hoặc là 2 ngày. Ở nhà thì anh Long anh ươm là anh để ngâm cho tới 2 ngày luôn. Thì sau đó anh bỏ ra một cái tờ giấy ẩm, ướt, rồi anh gói nó lại, bỏ vô một cái bọc Ziploc. Sau đó thì mình bỏ những cái bọc Ziploc mà hạt giống đó một cái góc nào đó trong nhà. Vì thời tiết bây giờ bên ngoài nó cũng còn lạnh, cho nên là mình để những cái túi hạt giống đó bên trong nhà thì nó sẽ có cái nhiệt độ nó ấm thì nó sẽ mau nảy mầm hơn. Thì khi mà khoảng chừng mình bắt đầu mình bỏ hạt giống vô trong cái bao Ziploc á, thì mình để khoảng chừng 3 ngày mình rinh mình lại mình mở ra thì mình thấy là nó sẽ có nảy mầm. Tùy theo cái hạt lớn hay nhỏ và cái loại có những loại dễ ươm hoặc là khó ươm thì nó sẽ nảy mầm sớm hay trễ thôi. Mình mở ra thì mình thấy nó sẽ có nảy mầm cái chồi non ha. Thì sau đó mình sẽ trộn đất, thì cái đất mà mình ở nhà của mình trộn đó để mà trồng cái hạt giống đó, thì mình sẽ bỏ một phần garden soy và một phần peat moss. Vì cái loại peat moss đó là nó tơi xốp, rất là tơi xốp và nó mịn và nó giữ ẩm, cho nên là khi mà mình dùng cái đó đó để mà mình ươm cái mầm non á thì nó rất là tốt đó. Thì mình sẽ trộn vậy, sau đó mình bỏ vô cái chậu nhỏ hoặc là từng cái khay nhỏ như vậy, thì mình sẽ để những cái mầm non đó bỏ vô, rồi mình để ra bên ngoài cho nó khoảng chừng 2 tuần 3 tuần gì đó, nó lên khoảng 3-4 lá, thì sau đó mình sẽ đem xuống mình trồng. Để ngồi kế bên cái cây bưởi quay cho cô chú anh chị các bạn xem.
khoe khoe đó, đây nè, đó quá chừng bông luôn, thấy không? Đó, bông nhiều chưa? Còn những cái loại giống như là hạt củ đó, giống như là củ cải trắng nè, năm vừa rồi khi mà mình thu hoạch thì cô chú anh chị các bạn thấy là cái củ của nó có rất là nhiều chân, nó giống như nhân sâm vậy đó. Thì mình không có rành, mình không có biết, thì sau đó đó, sau cái video đó thì có rất là nhiều bạn cũng như là cô chú bình luận góp ý nói là nếu mà mình muốn trồng những cái loại củ thì mình nên ươm hạt giống thẳng xuống cái chỗ mà mình muốn trồng, chứ mình đừng có ươm một chỗ này chỗ khác xong rồi mình di chuyển nó đến một chỗ khác mình trồng. Thì khi mình di chuyển như vậy đó, đến lúc mà mình thu hoạch mình nhổ lên thì cái củ của nó sẽ có nhiều chân. Nó đó là một cái bài học mà mình học được cái đó ha. Cho nên là năm nay thì những cái củ, những cái hạt mà củ thì là mình sẽ ươm thẳng xuống cái mặt đất đó luôn, cái chỗ mà mình muốn trồng luôn, chứ không có di chuyển nó nữa, tại vì mình không có muốn cho nó có nhiều chân. Bây giờ thì mình sẽ ra bên hông nhà để mình quay những cái hạt mà củ đó mình đã ươm thẳng xuống mặt đất cho cô chú cho các bạn xem nha. Hôm nay thì hai vợ chồng mình có một cái hẹn đi chích ngừa Covid. Thì không biết là hẹn thì hẹn rồi đó, họ kêu mình tới chích đó mà không biết là tới đó có bị đuổi về không. Thì đấy, mình quay những cái này xong thì mình sẽ đi chích ngừa nữa nha. Như đây là cô chú chị các bạn thấy không, đây là những cái củ cải tím nè, còn bên đó là củ cải trắng. Mà cái củ cải trắng này là loại của đại hàng, củ rất là to đó. Mình ươm là mình ươm thẳng xuống mặt đất nè, thì thấy nó phát triển rất là tốt không, này nó lên cả 4 lá luôn rồi đó, tốt chưa. Ở đây là loại bông giống như là bông cải broccoli vậy đó, mình cũng ươm từ hạt nè. Khi mà mình ươm mà mình đã chuẩn bị đất tơi xốp xong rồi mình xịt thuốc trừ sâu lên để tránh cho có những cái loại sâu bọ nó ăn những cái mầm non, chứ nếu không là nó lú lú cỡ này là nó cắn ngang hết, là nó không có lớn nổi. Còn cái này mình đã chuẩn bị, mình biết trước cái chuyện đó rồi, cho nên là mình đã xịt thuốc ha, thì nó không có bị tình trạng đó. Bao nhiêu hạt là nó mọc lên hết nè cô chú anh chị các bạn thấy không, đó nó mọc lên hết nè. Chứ nếu không là thôi, mấy con đó nó cắn không còn gì đâu. Mấy con mà mình có nói trong cái video trước đó, nó kêu là Roly Poly gì đó cái tên dễ thương không còn ở đây là củ su hào nè, khuôn nào cũng vậy, hột nào đã lên cây đó hết, mình đã nhổ bớt nữa đó. Tốt không? Rồi, khuôn bên đây đó, chứ nếu không là mấy cây non non này là mấy ảnh mới chỉ là ăn hết không còn đâu. Đây, tốt chưa, nó lên cây hết rồi ha. Cà tím hổng khoe rồi, trái đầy luôn, nhóc nhách luôn ha. Nè, này trái nó to hơn nè, nó nhiều khủng khiếp luôn á, coi nè, nó nhiều chưa nó quá chừng nhiều chưa nè, nó thấy không. Mấy cái cây cà tím đó thì mình mua ở chỗ Home Depot, mình thấy bán cũng cái giá bao nhiêu mình quên rồi, mình không có nhớ nữa, nhưng mình mua mấy cây đó Home Depot. Nếu mà mình mua hạt thì tới liên lạc với em Lam Nguyễn, còn mua mà cây có sẵn thì mình ra Home Depot cũng có nè, hoặc là ra ngoài những cái vườn Evergreen Nursery hoặc Magnolia Nursery này kia đều có bán hết. Cho nên là cô chú anh chị các bạn nào cần những cái loại rau cải hạt giống thì có thể là đến những cái chỗ mà nãy giờ mình nói ha, thì có thể xem để mua thử. Còn bây giờ mình sẽ vô chuẩn bị để đi chích thuốc ngừa. Bi. Ôi ôi, nó nhiều đường. Ôi da, cũng vắng chứ không có đông mình ha. Tại cái này là có hẹn mới tới thôi, quá chừng lớn luôn á. Trước khi vô chích là phải trả lời một số câu hỏi trên phone, trên một cái app này. Hỏi có dị ứng không, hỏi có cái gì gì đó không.
Bây giờ là ngồi chờ, chắc chờ khoảng 5-10 phút nữa mới được chích. Tại nó để vô cái chỗ lạnh anh hả? Để thuốc trong tủ lạnh. Trong một cái chỗ bảo quản. Xong rồi một lần nó đem ra khoảng số lượng bao nhiêu đó thôi. Nó chích là nó hết, là nó lấy ra một đợt khác nữa. Thì tới cái đợt của mình đó mình chờ. Đem không, ra là lụi liền. Không dám đem ra để lâu. Lâu. Lâu quá cái thuốc nó không còn hiệu lực. Look at her, he's like, oh, we're switching. Okay. We had this discussion. He said we had this issue. So I can get that left arm, okay? Be right there. Bên trái thì tại vì bên trái từ khi mình làm việc for you? Yes. You bumped into the door now? This is yours, right? Yes. Hey, then. Yeah, ID. Alright, everybody. Oh, you ready? We're doing it. Right? No, I got you. Alright, you guys are wishing her good luck, right? Alright. Go ahead and open that door for me. Oh, open the door. Just so I can get a straight shot. Oh, okay. I don't have to worry about bumping at anything. Come on, spin around. Oh, no. Right? Wish her luck. I got you. I three. Squeeze. Squeeze. 1, 2, 3. That's it. You're out of here. Okay. You did it. Breathe. That's it. That's it. You did it. Thank you. I deal with little kids, so the fact that you didn't bite me or kick me or throw up, I didn't get peed on, I did great. You did great. All right, you're thank welcome. You. Hopefully, I get to see you again in 28 days. We'll do this again, right. And you'll be done forever. Maybe, hopefully, next right? time I go, we're gonna meet you. Try to find me. Try to find me. All right. Thank yeah, you gotta wish him luck. All right. Thank you. You're welcome. You're welcome. Bả lụi mình bấm lụi liền đi. Bả cứ soi soi hoài là mình cũng hồi hộp nữa. Đã mình sợ kim. Bả cứ không có đau. Em sợ. Bà này rất là vui, rất dễ thương luôn á. And just hold it right there at the very top. Lụi vô. And relax that elbow. Big smile. You got it. Here we go. And it's a 1, 2, 3. That's it. Little pressure. That's it. All right. Thank you. You're welcome. Thank you so much. You're so welcome. You guys have a great one. Go do your 15 minutes. I'll see you guys in 28 days. Yes. Thanks, everybody. Thank you. Bây giờ mình sẽ đậu xe vô một cái chỗ nào đó ở Bắc Kinh trước để chờ 15 phút sau mới được về. Sợ là nhiều khi có bị cái gì đó không á. Nó an toàn thôi.